thì lên có đôi khi giày, tối nay thì có Kha phải đôi lên khi đôi là giày. Giày có 4 khi vòng rồi là nè. việc anh đứng Lên. về mai cái gì đó hả, Đây. thì cũng như anh mang cái kiến như cái kích đó Kiếm. Thì đôi cũng giày nha anh anh em. Khả cũng bằng giá khách cũng mát rồi, Ừ? Khả là ông mát thôi chứ bà ấy không có chịu. Đúng rồi, anh ép một lần lên bấy rồi. Hôm bữa lấy quyền là bao nhiêu lấy quyền mới phú diện ấy. Giờ ép này phẩm chất 7 trong này lấy quyền. Cái dòng tóc dòng 1 nè. Hiện tinh 2 đúng không? 3 phú diện đúng không? Về trên một Phút, bốn phút phút, kẻ tinh 1, 2 phút duyên. Ừ, rồi ép. Lên sáu nhảy ép. Hử? Lên được phẩm chất 6 thì nhảy ép. Đây phẩm chất 7 rồi. Bảy rồi thì tôi ép huyền tinh 2, 4 phút duyên. Ừ, ok, từ này bốn phút duyên. Còn ông mà không thích bãi rồi thì lo gì nữa. Tiết kiệm thì ông thôi đâu nói em trời ba phú duyên nói thật bố phú duyên này khá ít dám tiết kiệm lắm nè tóc nè đúng rồi mất thì tin được rồi thiên tinh nè ép đôi giày vậy nè nói chung là khá chỉ cần tóc 40 khá ngồi trong một kéo cao tiếng là dứt nữa nè bốn phú duyên không có phút duyên nhiều đâu có đâu mới cục ép thì vui phần chốc 7 chắc là mình tính chua quá 40 ngay lên nhầm khả ngọ tiếp vậy 40 rồi giờ đi khăn nhầm khả ngọ anh Tăng rút ra cái phôi phôi phẩm chất 7 đó à. Cái phôi bỏ tay của em là anh xuyên anh Tăng đó à. Anh Tăng thấy phẩm chất 7 này không ép đưa em tôi không đủ vật lý tên F1.5 kìa. Thì em nghe anh bảo là anh phẩm chất 6 nó ra được 10, 17 đúng không? Phẩm chất 6 nó ra được 12 điểm, còn cái phẩm chất 5 tôi ra được 18 điểm. 7 thì em nghe thì em tin thôi, quốc thôi. Rồi mày gì? Rồi, tiếp tục dòng kháng hộ. Dòng kháng hộ. Có mà có mấy bảy câu vạn nên chỉ là tính tiền. Đây là cái chuyện nghịch ngợm thì mình chơi mình chịu rồi nhưng mà cái đồ là mắc anh nhỏ mắc cái đôi giày thay vì bây giờ anh mua cái bỏ đồ xanh phòng thủ làm chậm cũng 18 chẳng hạn. Có hiệu ứng với lại sinh lực lực cao là bây giờ anh mua cái lò thôi 18 là anh mua cái máy kim rồi mà nó còn không sinh lực lực tiếp đó. Rồi tiếp tục anh em ơi giờ nó tìm cục phôi ống một thấy rồi cứ mấy cái 25 mà mua á làm nó đó cũng vậy mà không phải 23 không được. Ừ. Hôm bữa em rút có 23 chứ mấy mà bữa phẩm chất mấy mà lên hay vậy 67 chứ không ấy biết rồi mà với em phòng chấp mấy bữa anh phòng chấp 7 mà đâu lên bữa anh phòng chấp 6 bữa anh phòng chấp 7 mà xịt đó anh ép vòng 2 đâu anh ép vòng 1 2 và 2 anh ép vòng 1 à ừ đụng ra cái 13 đó sốt luôn tại chỗ luôn á à em buồn quá trời thì đó qua luôn chứ đâu sốt tại chỗ đâu vậy luôn mà à. Khổ nhỉ hôm qua lại em còn không có không còn không có tự tin tin nữa kìa em bỏ ra một lần 24 thì em có một viên lam tự tin với lại khu phố viên đó rồi chơi thấy bên tăng chơi kiểu như con nhà nghèo chơi lần luôn con nhà nghèo luôn à đau quá chứ không có tiền mãi đâu á chơi nhà nghèo luôn mà à là được 24 má quà anh xịt cây thì chứ tới mức mà em ép phòng thủ hồi nãy em ép thường tin 3 không phút duyên luôn mà không có tự tin luôn mà không thì tin lần lên 21 bỏ ấy là không có tự tin tính mua tự tin không có không nha anh nghĩ cái súng là phải full tự tin tính có kiểu thứ hầu mà ấy cần phải đỡ không được không có mình cho xe mà này thì phôi 25 dòng 1 cái canh nha
23 thôi được ăn, không cần 25 đâu. Nóc ăn à? Này có cái nón. Anh là có cái tăng số top 10 đậu em cái đó. Điểm ấy không thấy cũng quá. Có thể là phải làm gì thì làm gì. Oh, bỏ đi. Em đi. Hãy đi luôn. Em đi, cho nó không ai sợ đâu. Ok, có phôi luôn, có phôi rồi nha. Cảm ơn cả ngõ 25 vòng 1 nha. Hôm 2 được rồi, hôm qua được 13 workshop luôn kìa. Bác hay đồn, bác hay đồn. Ờ, trung tâm. 3 hôm qua 12, ra 13 cả ngõ shop luôn, khỏi cây. Đông động. Má bạn cái kia mà xà ba muốn phải kiếm nó cho nổi. Nếu là nổi đủ vậy. Bắt kỳ phong. Chứ đưa cho tôi cái đa mập lẫn kia. Cầm đồ ảo thật đấy. Đời ấy trên đời. Xin lỗi sinh lực à, không có rớt được đâu, sinh lực không rớt được đâu. Anh muốn lấy sinh lực 200 không? Sao, chạy luôn. Anh bỏ cho em viên thủy tinh. Đó, viên thủy tinh nói là gì nữa. Đó, mày. Anh bỏ cho em viên thủy tinh với lại phun thuốc viên 200. Phun thuốc viên cũng 200 luôn. Được. Đã không có phun thủy tinh nữa. Không có thủy tinh rồi, phiếu vô thủy tinh nữa. Không phải nhà nghèo, vấn đề là không ai bán. Đó, mày. Bán thì giá chân trời quá sao mua. Hồi chiều đó thiếu anh Nghi Vân ấy đủ được 4 cục thủy tinh. Anh hồi nãy dòng năm mà em ép cho anh Tâm Thánh đầu lực 200 nè. Ừ. Sinh lực 198 rồi. Ơi, sinh lực cao đâu ta. Đủ em đầu tư cho ổng cái áo luôn á. Dòng năm mà kiếm mua ra phôi đầy. Ô 150 qua bên phần tượng bán 2-30 bạc bán đầy nữa hả? Mua phô 140-150 hút. Hôm qua anh Thải ấy có sinh lực hay nội lực gì đó mà dòng 4 lại ra 5 máy đi. Dòng 3 của 5 máy đi. Hôm qua là không có kinh nghiệm. Hôm qua ép bậy vui. Ép test là vui. Tháng 1 mà hôm qua tháng 1 à. Ok, có đôi giày, có áo nè. 4 nè. Ok. Như bị lỗi luôn, đồ nghĩ sao ra cái đồ nghĩ sao ra cái bao tay sinh lực 57 mà tính ra hôm qua em đưa phôi anh là phôi 140 luôn anh cả. Ừ. Thôi em rút sinh lực rút 2 đập 3 hả? Rút 3 đập 4 mẹ. Rút 3 đập 4 đi nữa. Rút 3 đập 4 đi. Phúc duyên nhiều mà anh. Đúng rồi. Phúc duyên rẻ. Rút 3 đập 4 mẹ. Tại bình Phúc Duyên nó có mấy chục xu chứ mấy, sợ chắc. Mà ở đâu Phúc Duyên là gì ta? Hiền, đi lấy cùng Hiền. Chuyện 2 đâu ta? Thải biết là mua Phúc Duyên có thằng mua không? Ai? Mitsubi. À, trứng gà. Nó chơi cào lắm, tháng này tháng nữa nó nghỉ game luôn ấy. Cày bên Ấn Độ hả? Cày, dường thời gian nó cày ít hôm rẻ nó nghỉ liền. Thì nó chơi như chơi người chơi thiệt cày tiền à, cày xong rồi cày xong nó đi cày xong nó đi mới xem còn thấy cơ lập bằng những cái tiền ừ tầm đó thôi rồi cắm à cũng cày cà phê hả ừ cà phê hiện hai ai cảnh báo ở đâu ai muốn điểm tống kim không mua giùm anh một cục hiện hai một cặn ăn hai thử ấy mua giùm anh 2k điểm ấy. Bất kỳ phòng có không? Hiện hai hồi nãy không đi đóng kim hết. Hiện hai màu trắng một ca điểm với lại ẩn hai thủy không? Ẩn hai thủy với bao nhiêu? Nay có đi đóng kim đâu? Không còn một điểm luôn. Đại lấy chúng ta về mà. Ok, em lấy luôn. Lại đi cốt đi anh. Lại ok. Lại đi cốt đi anh coi với. Ok. Trời, lại đi cốt đã giờ. Chơi quá cái này dính quá. Dính được. Đây là F1 hút 3 đập 4 đúng không? Hiện tình 2 đúng không? Okay. Rút lấy sinh lực 1.4 rồi. Rút hiện tình 1 nè.
hiền hai này, ba cũng nhiên này, thấy chưa? Phẩm chất xấu là đẹp này nè, 6-7 là được, thằng này ép cứ tầm này quen rồi, 6-7 năm ăn thua. Trời, năm đậu mà nói năm thiệt luôn rồi. Chắc là cái gì đó? Sinh lực. Sinh lực năm đậu mà chết rồi. Anh còn phút gì không? Còn. Má, chết chết chết. Này chết rồi. Phun thuốc gì nữa? Đụng mày. Mày lên luôn rồi. Đỡ cây khó chịu lắm. Sinh lực mà chúng 50 nữa nghỉ luôn, đúng không? Thấy đen dùng mà. Thấy dùng mà, sinh lực cao cao một tí sao giờ. Hiện tình 2, phun thuốc viên. Má, hiện tình 5, phun thuốc 5, phun thuốc 5. Xem chất đồ mắt ọc, hello Hương Ngọc nha, đợi tí nè mà, khả năng ép nè mà. À, phục vụ nhiên luôn chẳng. Bây giờ anh muốn trả chắc là mấy phần ba. Phần ba nữa hết đâu. Ừ, còn hai tình hai nữa hết mẹ. Máu, máu lắm rồi, máu đầy não rồi. Máu đầy não rồi, 170 không được. Ờ, dòng chón, đi dòng chón thôi. 7 nè, 3 không, 5. Rồi, đi vòng chón vòng cuối nha em, chón cuối hả? Má, ai mà có việc tự tình định tặng anh luôn. Có rồi, có. Nhìn thấy vòng chúng em nó không ăn rồi, nhưng mà mình ép để xài tạm thôi em, sau này 5-6 vòng lúc đó tính em, sau này mình cần nhiều đó mà. Rồi, đi kìa 10 phòng. Ừ, đi tìm chón. Một 4 đập, đập 7 full như tự tình nè. Má mua thủy tinh vậy ta? Diên tử chán dữ ta? Anh vào mua thủy tinh rồi chắc. Ừ, mua diên thủy tinh này. Mua lam hay lục? Anh có viên lam này. Ok, đây, viên lam này lục. Đây, tương dương bán ngựa. Thiên vàng, ok, tương dương bán ngựa em ơi. Mày bán được thủy tinh bán giá rồi anh. Nghĩ là giá. Đồng giá luôn. Rồi rồi. Đó, thủy tinh thường 300. Lam em ơi. Một thủy tinh 400. Ừ. Bao nhiêu rồi à, hai bao nhiêu bạn, bao nhiêu bạn à, cho bao nhiêu tiền ta, diễn làm bao nhiêu tiền ta, 180 vàng này. Rồi, ok, em dùng chó như đẹp. Nói chung là nghiện thôi chứ còn đỡ ép mà mát thì Khải không biết công thức nên là Khải ép tầm trung thôi đó. Cái này không phải là câu nhà nghèo mà là hết rồi, ở đây không có đồ để mua, hành lý. Mấy thằng mà ép có ông tấn cũng ép tốn rất chi là nhiều rồi mà quá cũng rớt tùm lum la mới ép được cái chứ. Nếu như cái thằng nào mà thánh thần tới mức mà ép lạnh lấy rồi đó, cũng có lúc hành sự nhìn thợ ăn quần ép ra nỗ lực năm mấy trăm thì cũng là bỗng bỏ mình cũng như thiệt hay nha, cũng rớt là rớt. Thêm viên thì tin luôn hay sao chứ. Đâu đâu, bốn mình phụng viên luôn chứ, cũng rớt mà. Cũng như hôm qua có ai tin là anh ép lên được cái nón đẹp như đứa đâu. Ừ. Ủa? Sao không bỏ vô được ta? Ẩn hai anh. Anh là lái lái chưa lái, chưa lái, chưa lái. Lấy mà anh Khải qua được cái nón ổn. Cái nón nó là bù tiền rồi. Nó đẹp bù tiền rồi, nó đẹp da nhất rồi. Hút bốn à, hôm bữa em hút mấy nha em? Hút bốn anh. Hút bốn thì tình hai, thủy. Còn chất sáu, còn chất bảy. Sáu. Đó. Ok. Đốt, khám. Dây nè. Tình hai nè. Ra 30 shop luôn. Đâu, vẫn chạy ra sao shop em. Là cao rồi đó. Vẫn chạy sao sốt được, anh đâu kích gần dưới luôn sốt. Kích đó dòng này là không nên sốt. Được thì nhận cũng được thì thôi, không được gì đâu đó. Nói chung anh nghĩ chắc là 40 là cái chất rồi. 40 cũng được là chất. 40 lên sạc 30 cũng bỏ chả sao. 40 ừ. 40 là ok. Rồi cũng được đó. Rồi ok nhận nhận. 30 quay lại gửi cho AD mà.
đó, mình hàng hàng đồ tầm trung em, đó đồ tầm trung rồi em, đó thấy chưa, thì mình đôi giày nữa là chung chung nữa, mình đâu cần phải mắc pin nữa, làm gì cũng cần thiết đó. Cái nấu anh ép phòng anh Khải ừ? Cái nấu anh có muốn ép phòng sinh lực không? Thôi không cần em ơi, không cần đâu. Ông Tân tự nhiên đi ấy cái vòng hồi sinh lực, cái ấy phòng thủ nó để lại cũng không còn hồi lực nữa. Anh em đưa đôi giày này nè, ép chơi chơi đây, lấy dòng sinh lực nè. Ngon không giày xịn, nhưng ngon giày này, giày này cùi lắm. Giày này xưa mua máy kim, đến bây giờ. Tức là đôi giày xanh bán trong kia có 3 kiếm này. Hai đội xếp đôi vậy. Chưa em ơi. Đúng rồi đó. Sức mạnh 89. Sức mạnh 89 rồi. Hồi lên đạo luôn. Hồi chơi đồ không có thị tinh nhưng mà lên đảo lúc nào cũng được nha anh em. Tinh hồng giờ này rẻ. Tinh hồng mẹ. Sức mạnh 89 với 10 không kích được, em kích được 60 à. 60 bên đây à. Tôi có bộ sức mạnh 40, 50, 60. Mà không kích được. Giờ em kích cái dây chuyền này, cần đai thổ. Hay là nhẫn thổ thì em bỏ cái nhẫn rồi, ok chưa? Ờ giờ cái ngọc bội 10 17 của Lý Quỳ lại cần nhận thổ cho nữa, xong rồi đâu có được nữa. Anh cũng anh võ đan thì anh thổ thì anh có được 4 món, còn đây được 2 món thôi. Thôi đi lên đảo đi. Nhận trên gì? Nhận trên thổ rồi. 40 điểm với máy, 2 món cũng được 40 điểm. À được rồi, được rồi. Giày. Như có đôi giày ở Tương Dương thổ đúng không? Em kích này. Đúng rồi. Được 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 được. Phải là đôi giày kia là sao? Đúng rồi, đôi giày kia vô là xong. Đúng rồi. Đúng rồi, Lý Quỳ gom em cái ngọc bòi đâu? Ông Lương Sư Tinh Hồng Hỏa Thạch đúng không? Đai lưng, đéo được rồi. Đâu có giày thố ta, giày thố chỗ nào ta? À, lên đảo, mang đôi giày nè. Anh Kha ơi. Ừ? Bộ tình trong một phút giây là đó, anh có để hai ba rương trang sức ở một cá rồi đó, mình không tìm thấy. Sao? Làm gì có? Là còn mấy ảnh. Không có. Có là đâu rồi. Anh gom nãy anh suy nghĩ anh gom hết rồi. anh nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi. Anh gom hết rồi. À, có là khách. Có là đó làm gì nữa. Đâu rồi. Ai, 30, 271, 415. Em nhớ cho nè. 30 271 415. Ôi, tỷ tỷ ma tình học. Có đôi giày không mất mớ tình học. Ok. Tiếp tục. 30. Ôi, 10. 271. 251. Rồi, xem. Easy game, má được tay cầm hết rồi. Mạnh như phần tổ ngay. Đó, kháng đẹp chưa? Kháng đẹp không? Má này liền đấu, đấu sợ cái bàn thì nhẫn nữa. Cùng lôn mà nói. Cùng lôn kháng cả đã được 13, 14 rồi. Ok, cho anh em xem lại lớp đồ anh em ơi. Được mấy món tím cũng được tầm chung chung. Mấy chàng cùi đủ xài nữa. Đó, ok chưa? Đây, lần lên đảo lần 2 sau khi có thêm món nó đầu tím rồi. Ít hôm có cái đai lưng lên lần 3 như nào. Rồi, áo. Đó. Mặc áo này bỏ 2 viên thị tinh mà nó không xịt bệnh kháng banh nữa. Full phục viên, phẩm chất 7 đấy. Vẫn xịt là xịt. Khải có thêm rồi ép bỏ tay không? Không. Bỏ tay gì? Làm chậm 40. Ai ép? Thưa ai? Không. Thì mình tặng cái ai nữa. Anh chỉ cần dùng 1 thôi, anh cần dùng 1 thôi. Dùng 1 là 2x. Sinh lực nội lực 19x. Rồi 4, đỡ luôn cái dòng kia từ từ ép, sau này ăn băng mới tính được. Nhấn chân lấy dòng kháng hỏa sinh lực lực anh. Rồi xếp đồ nè, đó. Xếp đồ 120 chậm này, đó. Nhẫn này mới đánh ra. Đây lưng cũ. Bội cũ. Không ấy anh ép cái đại lưng đi xã.
À mà đưa lên cứ lần có mà ép là mình có bán mà ép. Giờ thiếu hiện tin cũng vậy à, ý giờ ý nhất phải 10 ngày sau anh mới có hiện tin, anh bot anh bêm lên bài bot nó mới có hiện tin. Đó. Nó sẽ đổi giờ anh em. Này đánh chán rồi. Này đánh chán rồi. Mà em kiếm tiền em ép cái mũ phòng thủ nó là đẹp. Ơi xuống đảo nha anh em. Ok rồi. Ai mà hai món phòng thủ là giờ em chặt được môn là được rồi. Sức mạnh lên nhiều tí hả? Phí lắm nè. Nó mất điểm nói chung không quan trọng em, tầm này lên đảo tốn khoảng tầm 400-500 xu thôi, 3-40 nghìn lên vô tư nè. Nhưng là mình không quan trọng cái đó. Mình muốn ép mạnh vào hướng đa cũng như là sinh lực nè cho nó trâu. Chứ giờ thêm 30 điểm vào sức mạnh. Cảm giác nó rất là phèn nè. Rất là phèn. Mình lên đảo được sao? Siêu bảo vũ xem nè. Hử? Hỗ trợ đâu như cũ chả hỗ trợ gì. Ừ. Mát hết 140% đâu hỗ trợ thêm gì nữa. Còn thiên la bên này fit rồi quý. Thiên la bên kia chí mạng 49%, bên này có 14. Có 14% bên này fit. Bên này cây thiên la khỏe không? Rồi ok. Lượng mình đang càng mấy đánh chán rồi nè, đánh tốt. Rồi xuống đảo đẹp luôn. Nói chung là video này ép được cái đôi giày là ok rồi nè. Một đao qua là 150 mà đao cả hay là 80? 82, 80, trung bình 80. Do nhất lên một cấp nữa 82. Rồi anh em xem video cho một like chia sẻ cho nha mọi người. Đó anh em đợi ít hôm hóng ép tiếp cái này lưng Khai sẽ làm tiếp tục video. Đó hôm nay ép được đôi giày nè. Mà Khai chỉ lấy được dòng đầu với lại sinh lực thôi. Không có kích được dòng dưới. Tại vì Khai đi theo con đón này rồi. Nên là bỏ không kích được nha. Đó. Khai có tiên làm chậm nên là bỏ chón luôn. Bỏ chón luôn. Ví dụ như muốn đánh chón thì Khai mang nhận chón dòng 1 vào. Đây. Có thêm 40 chón cũng được. Đó. Mà bất đi khăn hỏ. Đó. Thì đánh tông kim. Đó. Còn liên đấu thì phải mang khăn hỏ vào. Đóng mà không hỏi vào. Nhưng đó thì mấy nhỏ đang gặp mình là một phát rồi nè, không có cái thứ hai. Đó, vậy thôi. Rồi, ok. Trời, máu mới được gần 200 máu nữa. Quá trâu rồi nè. Quá trâu. Quá hợp lý. Rồi, ok chưa? Đừng có ngứa tay ngay, ngứa tay là thêm mấy trăm xu rồi đó. Ngứa tay anh bị mấy lần rồi, anh ngứa mấy lần, ngu mấy lần rồi. Rồi, ok. À, ít hôm mua được cái phần cái phôi đại lưng thì ép tiếp lên đảo tiếp nè. Lực tay bơi càng ngồi 4.5, bơi gà tông kim là 4.7 nè, cái nỏ ghi 4.7 nha, hơn 200 mấy lực tay nữa.